Hôm nay đại lý Toto Tôn Đức chúng tôi sẽ giới thiệu bạn cái labo đặt trên bàn đá có hình tròn, có cái mã hiệu là LT700CTR. Cái labo này có hình tròn nha bạn, và cái này nó có đường kính là 490 và chiều cao của cái viền này là 90mm. Đây, đây là kích thước của cái labo này. Cái labo này thì có vị trí lắp vòi trên chậu nè bạn. Đây là lỗ thoát tràn, đây là lỗ thoát nước của labo. Nên chúng ta có là vị trí lắp vòi trên chậu thì chúng ta chỉ chọn những cái vòi có cổ thấp là chúng ta lắp được rồi. Và cái bộ xạ này cũng chưa có sẵn, chúng ta cần phải mua chung với vòi nha bạn. Chúng ta cái labo này thì nó tương đối lớn, chúng ta buộc phải chọn những cái bàn đá cũng như phòng tắm có kích thước lớn chúng ta mới lắp được nha. Thì cái labo này hiện tại đang được trưng bày ở đại lý Toto Tôn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc là click vào cái trang tdm.vn để xem thêm giá bán cũng như đặt hàng trên website tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.